Bài viết của luật sư Đặng Đình Mạnh có tựa đề Thông tin phiên tòa xét xử cô Phạm Đoan Trang. Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Hà Nội đưa vụ án cô Phạm Đoan Trang ra xét xử theo thủ tục hình sự sơ thẩm với tội danh bị truy tố tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Có 5 luật sư tham gia bào chữa gồm luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân, Ngô Anh Tuấn, Phạm Lệ Quyên. Được biết, vụ án được khá nhiều quốc gia quan tâm. Một số cơ quan ngoại giao nước ngoài như Hoa Kỳ, Canada, Đức, đại diện EU, trong đó Canada đại diện cho nhóm 4 quốc gia bao gồm Canada, Tân Tây Lan, Na Uy, Thụy Sĩ, đã đến theo dõi phiên tòa từ màn hình TV trong một khán phòng khác thuộc khuôn viên tòa án Hà Nội. Khá hy hữu, mẹ của cô Phạm Đoan Trang cũng nhận được giấy mời tham dự phiên tòa với tư cách thân nhân của bị cáo. Bà và người con trai được đưa vào theo dõi ngay trong phòng xét xử. Như thường lệ, trong việc xét xử các vụ án chính trị thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh được thắt chặt từ xa kể từ phạm vi trụ sở tòa án. Các con đường dẫn vào trụ sở đều đặt hàng rào, kiểm soát chặt chẽ bởi lực lượng công an mặc cảnh phục và thường phục. Các luật sư phải trải qua nhiều vòng kiểm soát, kể cả khám xét tư trang, đưa qua máy dò, và người thì qua cổng từ an ninh mới đến được phạm vi phòng xét xử. Đặc biệt, từ sảnh của trụ sở tòa án, hàng rào được chắn để tạo một lối đi riêng dành cho những người tham dự phiên tòa xét xử cô Phạm Thị Đoan Trang lên phòng xét xử của tòa án. Ngay từ khi bước vào, mọi người đều phải bước vào bàn y tế xét nghiệm COVID, chờ khoảng 15 phút có kết quả âm tính mới được di chuyển lên tầng trên. Cô Phạm Thị Đoan Trang được áp giải đến tòa án từ sớm, sụt 8 ký, cho nên hiện diện trong phiên tòa trông ốm hơn so với ngày bị bắt. Nhưng thần thái vẫn ung dung, điềm tĩnh trong suốt phiên tòa diễn ra từ sáng cho đến tận 6 giờ chiều. Trong quá trình điều tra và trong phiên tòa xét xử mình, cô Phạm Thị Đoan Trang vẫn nhất quán bác bỏ quan điểm truy tố, cho rằng mình có tội và từ chối khai báo về các hành vi bị cáo buộc. Đồng thời, tại phần xét hỏi, cô cũng từ chối trả lời nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử và vị công tố viên. Trong phần luận tội, vị công tố viên đã đề nghị mức hình phạt 7-8 năm tù giam. Chia sẻ quan điểm với thân chủ của mình, các luật sư đã trình bày hàng loạt phân tích về sự vi phạm thủ tục tố tụng hình sự, cùng với việc đánh giá chứng cứ theo hồ sơ vụ án. Theo đó, thống nhất quan điểm kết luận cho rằng thân chủ của mình không phạm tội, yêu cầu trả tự do cho thân chủ ngay tại tòa. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử công bố bản án, trong đó tuyên cô Phạm Thị Đoan Trang có tội và phải chịu mức hình phạt 9 năm tù giam trên mức viện kiểm soát đề nghị. Trao đổi với chúng tôi tại trại giam một ngày trước phiên tòa, có lẽ đến 90% cô Phạm Thị Đoan Trang sẽ quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngày 14 tháng 12 năm 2021 khép lại thật đáng buồn với bản án tuyên có tội cho người phản động yêu nước nồng nàn. Ngày mai 15 tháng 12 năm 2021,
Chúng tôi trở lại trụ sở tòa án Hà Nội này để tham gia bào chữa xét xử các ông bà Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm. Cả hai vị đều bị truy tố cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 Bộ luật hình sự. Hà Nội những ngày thật buồn, luật sư Đặng Đình Mạnh.
Trời nơi đây có vũng mây buồn tênh, những vì sao đơn khúc.